Ngô đó, mọi người thấy cái bụng mấy bé Albino này không, thì bá được không, nhưng mà đuôi là không có teo nha, nhưng mà mình phải đề phòng, phải cẩn thận, phải ngâm mắm nhiều một chút xíu đó. Nếu mọi người hiểu được hai yếu tố cơ bản thôi là mọi người có thể nuôi một bé Eagle trưởng thành, và một bé Eagle khỏe mạnh và một bé Eagle đẹp. Cái thứ nhất là yếu tố tâm lý, cái thứ hai là yếu tố đường ruột. Hello, chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguna. Giờ này thấy nắng lắm mà nghe, nhưng mà ra đây quay cho mọi người thấy nè, thấy không? Bởi vì sao mà mọi người nói Nghĩa Đào càng ngày càng đen, nó là vậy đó. Mọi người biết Nghĩa Đào mặc đồ này, phải không? Igu nó nhận biết hết trơn à. Mà bữa nào mà Nghĩa Đào sọt cái tay áo tay dài vô một cái là nó chạy nhảy, nó tông nó giống như người lạ lên đột nhập cho mọi người. Cho nên càng trần càng tốt nha, không mặc đồ càng tốt. Mà mình nghĩ nếu mà không mặc đồ là chắc cũng nó cũng tông dữ nữa. Rồi ok, tám tám gì thôi. Thì Nghĩa Đào đang ngâm mắm mấy bé Barbie nè mọi người. Thì mấy bé này là nó có biểu hiện là nói chung là cũng gần gần muốn teo đuôi thôi. Nói chung thì có những bé nó có biểu hiện bệnh ha, cho nên Nghĩa Đào muốn ngâm mắm để cho nó ị á. Thì mới thay nước đó mọi người, nãy cho nó ị dơ quá, mới thay nước. Thì bé này cũng hơi bị yếu nha. Đó, Nghĩa Đào cũng đang điều trị. Thì bé này đã điều trị nè, bé này đang điều trị mà điều trị khỏe rồi mọi người. Thấy không? Bé này nè, còn bé này là cũng đang bị yếu. Kiểu như bị bụng nó bị đầy hơi mọi người. Nó không tiêu rồi nó bị đầy hơi, cái bụng nó trong bóc luôn nè. Đó, mọi người nuôi thì Igu thì mọi người cũng để ý nè, anh em mà nuôi nhiều thì chắc trường hợp này cũng có thể xảy ra. Ví dụ như chục con, trăm con thì cũng có một hai con. Thì riêng với Nghĩa Đào thì chắc cũng không có tránh khỏi ha. Còn đây là bé Albino đó, mọi người thấy cái bụng bé Albino này không, thì bá được không, nhưng mà đuôi là không có teo nha, nhưng mà mình phải đề phòng, phải cẩn thận, phải ngâm mắm nhiều một chút xíu đó. Thì hôm nay sẵn tiện tắm mấy bé Albino với mình trị bệnh mấy bé này, với mấy cái trường hợp mà ngừa teo đuôi của những bé Albino như thế này, thì Nghĩa Đào cũng muốn chia sẻ về một số kinh nghiệm về nuôi Albino nhiều hơn cho mọi người ha. Thì cái thứ nhất thì hôm trước thì Nghĩa Đào cũng chia sẻ với mọi người là nuôi chuồng ha, lựa một cái chuồng Albino thật là vừa sai. Kiểu như ví dụ như mình để một cái chuồng cỡ khoảng 60-40 được rồi ha, theo kích thước 60-40 thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đèn, không hoặc là ngoài trời thì mình che chắn như thế nào, thì Nghĩa Đào cũng có tư vấn với mọi người rồi. Thì hôm nay thì sẵn đây thì Nghĩa Đào cũng muốn chia sẻ với mọi người những cái lưu ý và để ý ha, để ý con Albino mình trong quá trình mình nuôi như thế nào đó, và mình tránh những cái tình trạng teo đuôi và những cái tình trạng mà nó không tiêu quá nha mọi người. Đối với Igu á, Nghĩa Đào cũng khuyên thiên với mọi người, nếu mọi người hiểu được hai yếu tố cơ bản thôi là mọi người có thể nuôi một bé Igu trưởng thành, và một bé Igu khỏe mạnh và một bé Igu đẹp. Cái thứ nhất là yếu tố tâm lý, cái thứ hai là yếu tố đường ruột ha, là tức nghĩa là tiêu hóa, hệ tiêu hóa của bé đó mọi người. Thì mọi người để ý đi, những bé Albino của mình á, khi mà mình nuôi phun ăn là cái bụng nó gì nè, mọi người thấy thấy chưa, cái bụng nó bự gì nè. Nào mọi người không để ý, mọi người không quan tâm. Thường thì những anh em hay nói là Albino rất là khó nuôi, Albino mắc mờ, Albino rất kém, nuôi dễ chết, nếu ai không biết nuôi thì nó sẽ chết, các kiểu đại loại. Thì những cái thông tin đó là rất đúng luôn mọi người, nó không có sai một chút xíu nào hết trơn, không? Thì những bé Albino này mắc kém là thật sự đó, dễ chết cái thứ hai, cái thứ ba nữa là khó nuôi là đúng luôn. Cái thứ nhất mắc kém là đúng, cái thứ hai dễ chết là chứng bệnh ăn nhiều không tiêu hóa, cái thứ ba là mọi người không để ý cho bé tiêu hóa và không để ý cho bé ị, hoặc là không quan tâm tới bé. Mọi người nuôi cái mọi người thấy nó ăn mạnh như thế này thì mọi người bỏ luôn đó, cho nên thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng đáng tiếc xảy ra, mà đến giai đoạn nào đó mà mọi người phát hiện thì mọi người sẽ cứu không nổi đó. Thì trong quá trình chúng ta nuôi, chúng ta cần cho ăn cái gì, chuồng nuôi và mở đèn như thế nào để cho bé khỏe mạnh và bé dễ tiêu hóa hơn đó. Thì Nghĩa Đào cũng hay khuyên thiên với mọi người rằng là không nên cho Barbie ăn củ quả, hạn chế hoặc là không cho ăn luôn. Igu, Barbie, rau muống, 100% rau muống. Cái này là Nghĩa Đào lặp lại trong tất cả những cái video mà trên cái kênh của Nghĩa Đào hay nói là không cho Barbie ăn củ quả hoặc là bí ha mọi người. Thì bữa nào mà hơi nắng nhiều chút xíu đi, một tháng cũng được, một người cho ăn một lần cũng được, nhưng mà phải bào một miếng bí nó ra thật là nhỏ là cho ăn thôi, thật sự luôn. Ai mà đến với Nghĩa Đào tư vấn thì Nghĩa Đào 100% Nghĩa Đào không cho Barbie ăn bí. Cái thứ nhất đó chính là tác hại khi mọi người cho ăn, để làm tác động gián tiếp để cho con Igu mình nó khó tiêu đó mọi người ha, đó chính là đường ruột. Cái thứ hai nữa, chuồng trại thì như thế nào, mọi người nuôi một bé Albino như thế này mắt nó đã kém rồi, mọi người kiếm cho một cái chuồng thật là to để chi,
để cho nuôi cho tới lớn luôn. Không nha, không nha. Ngoài Albino ra, trong tất cả các con Eagle khác và các dòng Eagle khác cũng vậy, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái chuồng thích hợp, kích thước vừa đủ để cho con Barbie, Barbie Eagle nói chung và Albino nói riêng ha, thì nói chung luôn đi cũng được nữa đó, để mà nuôi. Mọi người biết rồi đó, cái con Albino nó mờ căm mắt đó nè, mọi người thả vô cái chuồng là nó bư, nó lội, nó bơ, nói chung là nó leo leo vách này leo vách kia, nó tìm kiếm. Nếu mọi người làm một cái chuồng to quá thì nó tìm kiếm thức ăn ở đâu ra? Tánh của nó bò một hai bước là nó nằm nó ngủ, nó nhắm mắt miết luôn, thấy cái đầu đang cầm trên tay mà nó nhắm mắt miết như thế này đó. Đó là một cái lưu ý chuồng trại, trước đó là lưu ý thức ăn cho ăn, thứ hai lưu ý chuồng trại, và thứ ba nữa mọi người nên lưu ý là nên ngâm ấm cho bé nha mọi người đó. Mọi người nhìn những cái bụng như thế này ha, à, đó mọi người nhìn cái bụng như thế này, mọi người cảm giác là con Eagle nó ăn no đúng không? Đúng, thật sự nó ăn no, nhưng nó đang tiêu hóa từ từ. Mọi người làm như thế nào để cho nó tiêu hóa thêm? Thứ nhất là phơi nắng, phơi đèn ha, à, cái thứ hai nữa hỗ trợ cho bé tiêu hóa tiếp, tức nghĩa là cho bé dễ ỉa, mình ngâm ấm đi chỉ cho nó mát đít, nó mát cái bụng, nó cái cơ địa của nó dễ đi ỉa, cũng giống như cơ thể con người mình, nó xuống nước là tiểu, xuống nước là muốn mắc tè liền. Nói chung là con gì cũng đi, con người mình cũng vậy thôi đâu phải riêng con Eagle đâu đó. Đó là cách ngâm ấm, à, mỗi buổi sáng ngâm ấm xong phơi đèn phơi nắng đó. Thì dấu hiệu, những cái dấu hiệu trước đó thì mọi người nên để ý ha, lúc nó ăn no nó còn ăn, mỗi ngày mà mọi người thấy nó ỉa được là mọi người mừng rồi đó, đúng không? Nên ngâm ấm xong, đúng không? Thì mọi người nếu mà cảm thấy an toàn nữa thì cứ mỗi buổi sáng nhét cho nó một cục cơm, cứ mỗi buổi sáng nhét cho nó một cục cơm như cái đào gì nè mọi người, cứ mỗi buổi sáng nhét cho nó một cục cơm đó, đây thì như cái đào vậy đó mọi người, cứ bẻ cái hộp cơm, cái hộp cơm nhỏ như thế này nè, nè thấy chưa đó, cái hộp cơm nhỏ như thế này thì chúng ta banh cái miệng nó ra đó, chúng ta banh cái miệng nó ra, banh cái miệng nó ra như thế này nè, nè. Dịnh cái yếm nó dưới nè, sao mà khó gì vậy nè, tại vì có mình lên cái đầu rồi không ai quay hết trơn, bởi cái đầu tự quay, bởi vì cái góc quay nó hơi bị khó đó, vô miệng nó nè, đó vô miệng nó, mọi người thấy nó ăn nè, đó đó thấy chưa, thì cũng giống như mọi người nuôi một con thôi, mọi người bắt ra chơi bình thường thì Albino này thì nó gì, cái tâm lý của nó đỡ hơn những cái con khác, tại vì mắt nó mờ, cho dù mọi người cầm nó nhiều quá thì cũng vậy thôi đó, nó an toàn, nhưng mà đổi lại thì nó rất là khó tiêu, khó nuôi nha mọi người, cái đường ruột của nó cũng yếu hơn tất cả những cái con rồng mắt sáng khác đó, thì có cái này thì có cái kia, những cái con những con kia thì tâm lý dễ bị ảnh hưởng. Chúng ta nuôi, chúng ta xe về một con Eagle như ví dụ như con Rin bình thường đi, tâm lý nó dễ bị ảnh hưởng, thì đổi ngược lại là gì, đường ruột nó mạnh hơn, nó mạnh hơn những con này ha, thì cho nên chúng ta mấy con này về thì chúng ta tâm lý thì chúng ta khỏi sợ đó, chúng ta chỉ cần là nuôi cho ăn, miễn sao nó ăn nó ị, ăn ị, và đó là một cái điều rất là quan trọng đối với Albino ha. Cái thứ hai nữa chúng ta sẽ cho nó vận động mọi người, tại vì mọi người biết Albino nó nằm một chỗ không bà, con người ta cũng vậy đó mọi người, phải vận động cơ thể để mới nó mới dễ tiêu, nó mới mau tiêu, thấy không, mà cho nó bò nhiều, cho nó di chuyển nhiều, thấy không? Đối với những cái thức ăn những con Eagle như thế này thì cho ăn rau muống á, đối với những bé Albino như thế này hoặc là Eagle Barbie á, thì nghĩa đầu có nhiều thời gian hơn mọi người, thì nghĩa đầu cắt nhỏ rau muống ra cho bé nó dễ ăn, rồi có ví dụ như mình có thức ăn bổ sung thì mình rải thức ăn bổ sung lên, thay vì cái tiền mà mình đi mua bí, mà lấy cái tiền đó mình nhín nhút là mình mua thức ăn bổ sung cho bé ăn, nó tốt hơn mọi người. Thì mọi người cảm thấy thức ăn bổ sung của trại nào, của shop nào bán ok thì mọi người cứ mua để cho nó ăn, mình cảm nghĩ là nó sẽ tốt hơn bí thôi đó. Thì nghĩa là cắt nhỏ ra nè, cắt vừa miếng đủ ăn, thì mọi người thử suy nghĩ đi, những con Eagle á là nó ăn vô, những con lớn đi mà nó ăn nguyên lá, nó cắn vô cái là nó tự động nó nuốt không à, nó nuốt vô không à, nó không có nhai lợi như con bò nữa, mà nó cắn vô cái là nguyên miếng nó nuốt vô, cứ nguyên miếng nó nuốt vô thì nguyên mảng lớn của cái miếng rau muống nó nuốt vô hoài vậy nè đó, thì tao chỉ ăn thôi, còn vô bụng thì mày bao tử, mày muốn làm gì mày làm. Thì cái con Barbie nó vẫn vậy, thì mọi người nghĩ đi, cái một cái lá rau muống mà mọi người đưa một con Barbie nó cắn một cái thì nó cắn nguyên một miếng, nó sẽ nuốt vô giống như những cái con xe to thôi, thì những cái miếng bự đó bao giờ mới tiêu được. Nói mà rau muống thôi, nếu mà ngày nào không có nắng, ngày nào mà không có nắng hoặc là mọi người không có sưởi đèn thì cái rau muống nó vẫn nằm trong bụng như thế này ha, rất là nhiều đó mọi người. Mỗi ngày mà cảm thấy con rồng mình mà nó ỉa được một cái rồi mình rất là mừng, nhất là Albino đó. Thì nó tóm lại thì nghĩa đào xiên, thì nghĩa đào cắt nhỏ ra và rải thức ăn bổ sung lên cho nó ăn, thì cái những cái điều này là rất là cần thiết cho Albino nha mọi người.
Đó là lý do tại sao mà Nghĩa Đào nói Albino rất là khó nuôi. Mà chẳng nói chung á là nó chỉ cực mình thôi mọi người, chứ không phải là nó khó nuôi đâu. Mọi người quan tâm nhiều hơn, mọi người có thời gian nhiều hơn thì khi mà nuôi cho nó được qua cái chuồng này rồi, phải không, nó lên chừng 5 6 ít là mọi người khỏe rồi, thì cái chuồng của nó rất là quen thuộc, thì cứ đồ ăn cái chỗ đó, nó biết cái chỗ đó là nó vô nó ăn thôi mọi người, nó lăn qua nó ăn thôi. Albino nó vậy đó. Mọi người nuôi mà chừng 5 mét là được rồi. Hồi năm ngoái Nghĩa Đào cũng dính một con đó nó bị teo đuôi. Nói chung là cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, từ từ học hỏi và từ từ mình tiếp xúc, mình trị bệnh, mình bươn trải nhiều. Mọi người cái gì cũng vậy, mình bươn trải, mình tiếp xúc nhiều quá thì mình có sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn thôi, chứ cũng không có phải là một bác sĩ gì hết ha. Trị bệnh hay cách nuôi cũng là từ những cái kinh nghiệm lâu năm mà để gom góp lại. Một cái điều mà Nghĩa Đào muốn cho mọi người lưu ý rằng là xì nô, albino hay là taro, những cái con đó bây giờ nói tiếng này quên, những cái con đó thì Việt Nam mình chưa có, nói chung là Việt Nam mình chưa có đại trà nhiều bằng albino, thì Nghĩa Đào cũng nói albino thôi. Khi mà một cái dòng albino còn một dòng nữa đó chính là red albino đó mọi người, red albino đó nha, nó cũng yếu đó nha mọi người, nó cũng yếu đó nha mọi người, nó giống như albino gì nè, nhưng mà nó cũng chung đi, nó cũng mắc mờ nữa đó mọi người, thì những con đó thì nó rất là yếu, cho nên chúng ta quan sát, chúng ta để ý nha. Thì những cái dòng này mà nó mà phát bệnh lên một lần, nó mà phát bệnh lên mà chúng ta không phát hiện, một ngày bỏ ăn, ngày thứ hai bỏ ăn là không trị được, không cứu được đâu mọi người. Còn một điều nữa mà mọi người nên lưu ý, đó chính là những thức ăn dư của Igu ha. Những cái lá rau muống rơi ở ngoài chuồng, những cái lá đó héo chúng ta lụm lại nha mọi người, vì những bé Igu nó sẽ ăn lại. Và mọi người biết một cái lá rau muống nó héo á mọi người, không, nó héo và nó hư như thế này thì nó rất là dai và nó rất là khó tiêu mọi người nè. Thấy Nghĩa Đào xé không đó, nó rất là dai luôn và nó khó tiêu. Mà mọi người thử nghĩ một bé albino này mà nó ăn vô trong đây rồi thì cái ngụm này nói chung nó cắn không đứt, nó cắn không đứt và nó sẽ ngồi sẽ được gộn nó nuốt vô. Và mọi người suy nghĩ đi, nguyên cái cục này mà nó nằm ở trong bụng của con Igu thì bao giờ nó mới tiêu hóa được, bao giờ cái cọng rau muống này tiêu hóa được. Cho nên mỗi khi cho ăn, dọn dẹp thao vệ sinh, dọn dẹp rau muống thì chúng ta sẽ lụm những cái lá rau muống héo rải rác ở trên thà trên cái mặt nền chuột nha mọi người, nên bỏ. Sợ những bé albino này nó cứ mắt nó cứ lờ đờ mà nó cứ hử rồi cái miếng rau muống hư, cái miếng rau muống thúi nào thì nó cứ ngậm, nó nhai bậy nhai bạ vô rồi nó dính ha. Chứ thật ra thì albino á mà mọi người trị mà để cho nó cái đường tiêu hóa nó tốt ha, nó phát triển rất là lẹ, nó cũng không thua gì mấy con kia đâu. Rồi ok, thì hôm nay Nghĩa Đào quyên thiên với mọi người những cái lưu ý trước khi nuôi albino và những cái cần thiết rồi mọi người tránh né và mọi người tìm hiểu thêm để mọi người nuôi một bé albino ăn uống khỏe mạnh nha mọi người. Đó chính là đường tiêu hóa của nó, đúng không, chúng ta nên cẩn thận và chúng ta sẽ để ý khi mà albino nó bụng bự như thế này chúng ta sẽ không có bỏ nha. Nên như ngay bây giờ Nghĩa Đào nói đó mọi người, ngâm mắm như thế nào đó, cho nó ăn cơm như thế nào đó, ráng cực đi để nó lớn được có khoảng 5-6 ít là mọi người khỏe, nó sẽ khỏe như trâu thôi mọi người. Rồi ok, thì đã giờ quyên thi với mọi người cũng hơi dài, ra ngoài đây nắng muốn chết luôn, nhưng mà kệ cho nó thấy cái mặt của Nghĩa Đào sáng sáng chút, chứ vô trong kia nó tối hù nãy giờ bực bọn chết luôn. Rồi ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều, mình sẽ tạm dừng video tại đây. Nếu mọi người yêu thích video mình thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mãi bye và hẹn gặp lại.